Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Tâm báo Việt Nam nói giết cụ Lê Đình Kình là đúng pháp luật. Chính quyền của Hà Nội đã đề nghị truy tố 29 người Đồng Tâm với tội giết người và chống người thi hành công vụ. Tác giả Bình Minh có bài luận với tựa đề Giết người già tại phòng ngủ, nhà riêng đúng pháp luật. Đây là hình ảnh báo Dân Chí đưa lời công an nói rằng nổ súng tiêu diệt Lê Đình Kình là đúng pháp luật. Đơn tố cáo của bà Thành và nhiều nhà báo, luật sư, nhân sĩ, trí thức yêu cầu các cơ quan nhà nước điều tra thủ phạm giết cụ Kình được trả lời là không có căn cứ. Thì đây rồi, báo Dân Chí đã có câu trả lời như sau. Kẻ giết cụ Kình là công an Hà Nội, giết xong chúng còn trả lời rằng đúng pháp luật. Vậy là không còn phải tố cáo, không cần đến điều tra nữa, các cơ quan trung ương và nhà nước Việt Nam cứ căn cứ vào điều đó để chịu kẻ giết người ra cho chứng minh bằng chứng giết người đúng pháp luật là theo luật nào. Và Quốc hội Việt Nam cần cử ra ban tư pháp điều tra việc công an Hà Nội sử dụng luật pháp xứ nào khi đêm mang cả ngàn quân trang bị vũ khí quân dụng tấn công vào nhà dân giữa xóm làng, giết người già là đảng viên Đảng Cộng sản 58 năm tuổi đảng. Và tòa án nào đã kết tội đảng viên này chưa? Cơ quan kiểm soát nào đã phê chuẩn lệnh cho công an tấn công vào nhà dân rồi giết người bừa bãi như vậy? Nếu Quốc hội Việt Nam, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Việt Nam, cơ quan xây dựng ra những bộ luật mà không điều tra rõ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan tư pháp, hành pháp trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Tâm xảy ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, thì có thể một ngày nào đó, nhân danh pháp luật, một băng cướp mặc áo công an có thể vác súng vào bất cứ nhà đại biểu Quốc hội nào hay thậm chí cả nhà chủ tịch Quốc hội rồi bắn bừa, cướp tài sản, xong đăng báo nói là đã giết người đúng pháp luật. Ông Bình Minh kết luận. Nhà hoạt động Thảo Thê Gia từ Hà Nội thì viết trên trang Facebook của cô như sau. Không cần tòa án, đang đêm sập vào tận nhà, bắn chết dân. Một phát vào tim, hai phát vào đầu, một phát vỡ toang đầu gối, tiếp sau là mổ phanh thây. Cộng sản đã xử như thế với một cụ già 84 tuổi là đúng pháp luật. Luật pháp nào của loài người cho phép mang súng vào tận nhà dân, bắn chết dân mà không cần một bản án của tòa án? Luật sư Hà Huy Sơn đã đặt ra câu hỏi như vậy. Và một số bình luận ở Hà Nội bày tỏ không đồng tình sau khi công an và cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ việc ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội diễn ra vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 sau hơn 5 tháng xảy ra sự việc và đề nghị truy tố 29 người. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Công an Hà Nội có kết luận như sau. Các bị can nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt là nguyên nhân trực tiếp làm 3 chiến sĩ công an hy sinh. Đây là hình ảnh trong phòng ngủ của ông Lê Đình Kình, còn vô số viên đạn bắn vào tường và xuyên vào tủ sắt, hình ảnh do giáo sư Hoàng Xuân Phú thu thập tại hiện trường. Đây là hành vi man dợ, có tính côn đồ, nhằm mục đích giết chết nhiều người, cần phải được xử lý nghiêm để bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam nói như vậy. Ngay lập tức, một số nhà hoạt động từ Việt Nam và thành viên giới luật gia đã lên tiếng phản đối. Từ Hà Nội, nhà văn Nguyễn Văn Bình là cựu trung tá quân đội nhân dân Việt Nam nói bà đã dự đoán đúng về động thái của công an và chính quyền Hà Nội. Bà nói như sau. Tôi mới đọc qua tin trên báo Thanh Niên và thấy dự đoán của mình đã đúng. Số là mấy hôm trước, Facebook Trịnh Bá Phương cũng đưa ra sự việc những người thuộc bên nhà nước đã đem rất nhiều đồ cúng bái về một ngôi chùa ở vùng Đồng Tâm. Họ cầu cúng mấy ngày liền. Nhiều người dân phán đoán là họ chót gây tội ác với người dân cùng cụ Kình, chống tham nhũng, chống cướp đất và trái pháp luật. Vì vậy, sợ bị quả báo nên cầu xin thần linh để khỏi bị quả phạt. Tôi thì đoán rằng không hẳn là như thế. Tôi nói có thể họ chuẩn bị cho một chiêu gì đó với bà con ở Đồng Tâm đây. Và chiêu này có khi còn khủng khiếp hơn những gì họ đã làm với nhân dân Đồng Tâm. Y như rằng hôm nay họ đã lại tung ra dư luận khép buộc tội khủng bố cho nhân dân và tội trạng lần này họ còn gắn ghép nặng nề hơn trước đây nhiều. Họ chuẩn bị dư luận để sẽ áp cho bà con những án rất nặng nề. Và thật là kinh khủng, không một dấu hiệu nào cho thấy họ còn chút lương chi nào khi họ xử lý một vụ việc như thế với người dân Đồng Tâm. Từ Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương nêu ra ý kiến của mình tiếp tục như sau. Theo tôi, thứ nhất, đây không phải là bản án kết luận điều tra đến từ cơ quan độc lập có sự giám sát của Quốc hội hay các tổ chức quốc tế. Thứ hai là việc điều tra do cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội
hoàn toàn không khách quan, bởi vì cơ quan công an cùng cấp tham gia vào việc tấn công và giết cụ Lê Đình Kình rạng sáng hôm 9 tháng 1 năm 2020, mà sau đó lại nắm quyền điều tra truy tố thì khó có sự minh bạch cho vụ án này. Đây là hình ảnh các nhà hoạt động xã hội tại Hà Nội đến khảo sát hố kỹ thuật nơi công an nói ba cảnh sát cơ động đã chết cháy ở đây. Và các tình tiết vụ án rất có thể đã bị sai lệch, bên cạnh đó còn dấu hiệu bức cung nhục hình đối với những người bị bắt. Nhiều người xuất hiện trên VTV1 với nhiều dấu tích của sự tra tấn, dã man. Nhiều luật sư còn chưa được gặp thân chủ của mình, có một số luật sư chỉ được gặp một lần. Do vậy, quá trình điều tra thiếu vắng sự có mặt của các luật sư. Do đó tôi nghĩ rằng các bản án công khai không đảm bảo tính minh bạch đúng quy định của luật tố tụng. Về cái chết của ba viên cảnh sát tham gia tấn công vụ Đồng Tâm, nhiều người đã phân tích chặt chẽ rằng không phải do người dân Đồng Tâm gây ra. Anh Phương nói tiếp, tôi nghĩ rằng với bản kết luận điều tra này, số phận của 25 người trong số 29 người dân Đồng Tâm bị bắt có thể đối mặt với mức án rất nặng nề. Và tôi cho rằng để có sự công bằng đối với người dân Đồng Tâm, cần nhiều hơn sự lên tiếng của công luận và đặc biệt là các tổ chức quốc tế và nhân quyền, cũng như chính phủ các quốc gia có nền dân chủ cấp tiến. Bên cạnh đó, từ Hà Nội, nhà báo Tự Do Nguyễn Hữu Vinh, nguyên thiếu tá an ninh thuộc ngành công an thì nêu quan điểm như sau. Theo tôi, trước hết cần phải nghiên cứu kỹ bản kết luận điều tra, nghe ý kiến của các luật sư được tham gia nghiên cứu hồ sơ vụ án giữa các buổi hỏi cung, thì mới có thể có những đánh giá chi tiết về diễn biến mới này. Vì vậy, tôi chỉ có thể nêu một số vấn đề rất quan trọng, cần phải được thể hiện trong vụ án mà rất có thể đã bị bỏ qua, không tránh khỏi việc làm sai lệch hồ sơ vụ án, oan cho người ngay lọt tội phạm. Thứ nhất, cái chết của ông Lê Đình Kình do đâu mà có, và có hành động phạm tội gây nên cái chết của ông Kình hay không? Đơn của vợ ông Kình đã gửi 6 lần tố cáo về hành vi giết ông được xử lý ra sao? Thứ hai, cái chết của ba sĩ quan công an có bằng chứng về việc ai giết và ai đã bị giết hay không, hay chỉ toàn dựa trên lời khai, thậm chí khai khi không có mặt luật sư theo như luật định cho tội danh có khung hình phạt đến tử hình? Thứ ba, đơn tố cáo của gia đình của ông Kình gửi 2 lần về việc bị trộm cắp tài sản khi xảy ra vụ án đã được xử lý ra sao? Việc này rất liên quan đến vụ án, không thể lờ đi hay tách ra thành một vụ án khác. Và giữa lúc liên tục có thêm nhiều vụ án có dấu hiệu oan sai, buộc phải xét lại, gây chấn động dư luận, thì việc xử lý vụ án này càng phải hết sức cẩn trọng, đúng pháp luật, tránh có thêm nhiều dư luận bức xúc. Ông Nguyễn Hữu Vinh đã nêu ra ý kiến của mình như vậy. Đây là hình ảnh Bộ Công an Việt Nam đã huy động tới 3.000 quân để tấn công giữa đêm. Hình ảnh chụp vào ban đêm có chó nghiệp vụ, ảnh chụp buổi sáng cho thấy quân lính mặc áo giáp chống đạn đầy với trang bị thiết bị chuyên dụng trên người. Từ Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển thuộc Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện trưởng Phó giáo sư Hoàng Ngọc Giao nói với Đài tiếng nói BBC như sau. Bình luận thứ nhất của tôi là khi xảy ra vụ án cho đến bây giờ có thể nói là thời gian rất dài rồi, và bây giờ mới có kết luận điều tra. Tuy nhiên, kết luận điều tra này đang tạo nên sự băn khoăn trong dư luận, bởi lẽ sau khi vụ việc xảy ra thì đã có những thông tin độc lập cho rằng ở hiện trường không có dấu hiệu thiêu sống ba sĩ quan, và có nhiều thông tin đã phân tích mâu thuẫn trong sự kiện gọi là ba chiến sĩ công an mà bị thiêu như thế nào tại hiện trường. Và chính vì câu hỏi đó, do đó có nên cho rằng giờ căn cứ vào tội danh đó để mà khởi tố vụ án, truy tố bị can, thì đây là việc làm theo tôi về mặt hình thức, họ dựa vào kết luận điều tra của họ. Thế nhưng, kết luận điều tra đó có đáng tin cậy hay không và có tính minh bạch để các luật sư có thể đánh giá về chứng cứ hay không? Đây còn là một câu hỏi rất lớn, khi mà phiên tòa chưa mở ra, cũng khó mà có thể nói được rằng việc mà ba sĩ quan bị thiêu sống trong hoàn cảnh khi mà đang đêm, tất cả làng đang ngủ và hành vi mà người dân không có công cụ trong tay, trong khi đó hàng nghìn cảnh sát đã bao vây trong một đêm khuya như vậy mà lại cho rằng có một sự kiện thiêu sống ba chiến sĩ được trang bị đầy đủ cùng với đồng đội của mình. Riêng về logic, hình thức khó mà có thể cho rằng sự kiện này xảy ra như là kết luận điều tra đã nói là một thông tin có thể tin cậy và đầy đủ chứng cứ được. Tương tự như thế, có nhiều câu hỏi được đặt ra về cơ sở xác thực của việc ông Lê Đình Kình đã tấn công và chủ động tấn công cảnh sát trước khi ông thiệt mạng. Đây là đánh giá chủ quan của tôi cho rằng những việc này có hay không có thì đang là vấn đề mà dư luận đang cần phải làm rõ bằng những chứng cứ cụ thể, công khai và minh bạch. Và tôi hy vọng nếu phiên tòa mở ra thì phiên tòa này cần phải được sự tham gia đầy đủ của các luật sư và của tất cả những quyền tố tụng của mình để làm rõ tất cả những chứng cứ liên quan.
ông Hoàng Ngọc Giao đã nêu quan điểm của mình như vậy. Đây là hình ảnh anh Lê Đình Công với những vết thương đầy mình trong khi lên VTV để nói đã nhận tội. Từ thành phố Hanau, Cộng hòa Liên bang Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài cho đài tiếng BBC biết rằng ông bất ngờ ra sao khi biết thông tin được truyền thông báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin hôm thứ Sáu về kết luận điều tra của Công an Hà Nội, nhưng cũng bày tỏ hy vọng rằng: "Tôi bất ngờ vì cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 25 người với tội danh giết người và 4 người với tội danh chống người thi hành công vụ. Lý do tôi bất ngờ là chỗ cá nhân tôi cũng như các luật sư và nhiều người dân Đồng Tâm chờ đợi cơ quan điều tra đưa các bị can về Đồng Tâm để thực nghiệm hiện trường trong quá trình điều tra. Bởi vì với tội danh giết người thì việc tiến hành thực nghiệm tại hiện trường của các bị can là bắt buộc. Không có thực nghiệm tại hiện trường nơi xảy ra vụ án có thể xác định được chính xác là vi phạm của các bị can thì không thể có kết luận điều tra. Việc tiến hành thực nghiệm lại là hành vi phạm tội ở nơi khác chỉ có thể được tiến hành với lý do hiện trường tại nơi xảy ra vụ án đã bị phá hủy hoàn toàn. Và việc kết luận điều tra và đề nghị truy tố 25 người cùng với tội danh giết người là mang tính quy chụp, bởi việc những người này có những phát biểu, lời lẽ nói, đe dọa, giết người thì họ đã được công khai trên Internet, nhưng trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam đã có tội danh đe dọa giết người theo điều số 133. Và qua những bức ảnh chụp tại hiện trường, nơi được cho là có vụ đốt xăng giết người xảy ra, cá nhân tôi và phần lớn người dân Việt Nam đều không tin những người dân xã Đồng Tâm đã có hành vi giết người bằng cách đốt xăng những cảnh sát cơ động bị ngã xuống hố kỹ thuật giữa hai ngôi nhà. Bởi vậy, tôi hy vọng các luật sư được mời bảo vệ cho những người dân Đồng Tâm vô tội sẽ làm sáng tỏ sự thật của vụ án này. Và cũng vào hôm thứ Sáu, đài BBC ở London đã liên lạc với một số luật sư trong nhóm bảo vệ và hỗ trợ pháp lý cho các đương sự và gia đình đương sự ở Đồng Tâm đang bị Công an Hà Nội chính quyền bắt giam và đề nghị truy tố trong vụ việc. Thông tin của một người chia sẻ như sau: "Tôi rất là bức xúc, nhưng tạm thời tôi sẽ phát biểu công khai ý kiến của mình khi có các bước đi động thái tư pháp cụ thể hơn", một trong những luật sư đó đã nói như vậy. Đây là hình ảnh bà Dư Thị Thành kể đã bị công an đánh và thấy họ đánh vào các con cháu bà. "Tôi trông thấy công an đánh con cháu tôi rất dã man, xong rồi lôi ra ngoài đường, tất cả đều bị lôi lên cái đồn ở Miếu Môn. Lên trên đồn thì tôi nhìn thấy các anh lại đánh con cháu tôi tơi tả ra, cứ đá đấm vào mặt, vào bụng. Và còn tôi cũng đang nghiên cứu về kết luận điều tra, và tôi cũng đang có kế hoạch gặp gia đình các đương sự, người dân ở Đồng Tâm và tiếp xúc các bị can. Tới đó, khi các thông tin rõ hơn, chúng tôi sẽ có thể phát biểu, bình luận chi tiết và đầy đủ hơn." Một luật sư khác cũng đã không muốn tiết lộ danh tính, nói với đài BBC như vậy. Và truyền thông nhà nước thì nói gì? Nói về cái chết của ông Lê Đình Kình, báo Thanh Niên mô tả như sau: "Kết luận pháp y số 0220 của Viện Pháp y Quốc gia xác định nguyên nhân tử vong của Lê Đình Kình là mất máu tối cấp do tổn thương phổi, thủng, quai động mạch chủ, hậu quả của hai vết thương do đạn thẳng. Về diễn biến sự việc dẫn đến cái chết của cụ Lê Đình Kình, kết luận điều tra cho biết sau khi xảy ra đụng độ vào sáng ngày 9 tháng 1, một số cán bộ của tổ công tác dắt theo một chó nghiệp vụ đi vòng theo ngách bên trái áp sát cửa ngách sau nhà ông Lê Đình Kình. Khi phá khóa cửa ngách, tức là cửa vào khu bếp, tổ công tác phát hiện ông Lê Đình Kình đang cầm một quả lựu đạn trên tay phải, đứng sát cửa ra vào phòng ngủ ở phía trong, lưng quay về phía tổ công tác nên sử dụng súng nhằm hướng về phía đối tượng. Cách vị trí ông Kình khoảng 2 đến 2,5 mét và nổ súng 2 lần, khiến đối tượng Kình bị thương ở vùng lưng và ngã vào trong phòng, đầu hướng vào trong, chân hướng ra cửa phòng." Kết luận điều tra nêu như vậy. Bên cạnh đó, Thông tấn xã Việt Nam vào ngày 12 tháng 6 cũng tiếp tục đưa tin như sau: "Riêng đối tượng Lê Đình Kình có vai trò chủ mưu cầm đầu, xuyên tạc nguồn gốc đất khu vực Đồng Xanh, kích động lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện cấu thành tội giết người. Tuy nhiên, do Lê Đình Kình đã tử vong nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý." Bản tin này cũng viết tiếp tục như sau: "Kết luận điều tra cũng đã xác định trong thời gian quân chủng phòng không không quân Bộ Quốc phòng xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn thì lực lượng công an thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đã nhiều lần đến khu vực cổng thôn Hoành, xã Đồng Tâm và đều bị các bị can dùng lựu đạn, bom xăng, gạch đá tấn công. Còn tờ báo thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết thêm như sau: "Cơ quan công an đã xác định ông Lê Đình Kình có vai trò chủ mưu, cầm đầu, thường xuyên tổ chức, xuyên tạc nguồn gốc đất Đồng Xanh, kích động lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện. Mặc dù đã được Thanh tra Hà Nội thông báo kết quả thanh tra về nguồn gốc đất này là đất quốc phòng, ông Kình vẫn hứa hẹn
nếu đòi được đất sẽ chia cho những người dân tham gia khiếu kiện. Đầu tháng 12 năm 2019, ông Kình đưa cho Lê Đình Doanh 500.000 đồng để mua 10 con dao phóng lợn. Ngoài ra, ông Doanh đã làm thêm hơn 10 tuyếp sắt để gắn vào dao phóng lợn. Thông tin báo này cho biết như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2020 với bản tin Đồng Tâm, báo chí Việt Nam nói giết cụ Lê Đình Kình là đúng pháp luật. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.